Xấu hổ ghê, người Trung Quốc ảo tưởng kỷ lục cầu kính dài nhất thế giới là của mình, ai ngờ đã bị Việt Nam vượt mặt từ lâu. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Đã bao giờ các bạn nghe được câu nói rằng cầu kính trên cao là đặc sản của Trung Quốc chưa? Danh bất hư truyền các bạn ạ, nhờ tiền của dư giả, người Trung Quốc đã rót tiền từ năm này sang tháng nọ để đứng ở ngôi vị là đất nước có nhiều cầu kính nhất thế giới. Họ vỗ ngực xưng tên cho rằng về cầu kính thì Trung Quốc không có đối thủ. Ấy thế mà thật ngỡ ngàng và ngơ ngác làm sao. Mới đây, một loạt các blogger cả nam lẫn nữ của Trung Quốc đã bất ngờ đăng lên mạng xã hội của họ một sự thật chấn động. Đó là một cú quay xe không đỡ nổi. Theo đó, các blogger này đã trực tiếp trải nghiệm cây cầu kính đạt kỷ lục dài nhất hành tinh. Nó không phải ở Trung Quốc mà là ở Việt Nam của chúng ta. Sự thật này khiến cho netizen Trung Quốc được fan sửng hồn và xấu hổ, tưởng mình là nhất, ai ngờ đã bị Việt Nam vượt mặt. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Cây cầu kính dài nhất thế giới có thực sự nằm ở Việt Nam không vậy? Mời các bạn hãy cùng mình đi chiêm ngưỡng trong video hôm nay. Trước hết thì xin mời các bạn hãy cùng gặp gỡ với một cô gái Trung Quốc có tên là Chun Chun. Mới đây Chun Chun đã cùng với nhóm bạn người Trung Quốc của mình có chuyến đi đến miền Bắc Việt Nam chơi. Tại đây họ được một người bạn Việt Nam dẫn đi thăm những điểm đến đặc sắc ở vùng núi Việt Nam. Trong chuyến hành trình này họ đã ghé qua một điểm vô cùng bất ngờ mà theo cô bạn Việt Nam giới thiệu thì đây là cầu kính Bạch Long, cầu kính dài nhất thế giới. Nghe dài nhất thế giới thì cô bạn Chun Chun mới thấy kinh ngạc quá, Chun Chun không thể tin vào tai mình. Cô nói, làm thế nào Việt Nam lại có cầu kính dài nhất thế giới? Điều này không phải là của Trung Quốc, đất nước của những cây cầu kính chứ? Trung Quốc là vương quốc cầu kính mà. Sự tò mò kích thích tâm hồn phiêu lưu của Chun Chun. Khi đến nơi, Chun Chun tỏ ra vô cùng bất ngờ. Cầu kính Bạch Long chạy qua một thung lũng tuyệt vời, mở ra một tầm nhìn toàn cảnh của vùng quê xanh mướt dưới chân cầu. Chun Chun ngạc nhiên trước công trình kỹ thuật tuyệt vời trước mắt của cô, nhận ra rằng Việt Nam đã thực sự đạt được điều gì đó rất đáng kinh ngạc. Cây cầu kính này với cô ấy rất ấn tượng và nó không thua kém gì công nghệ xây cầu của Trung Quốc. Lúc này, cô bạn Việt Nam đã giải thích cho cả nhóm rằng cầu kính Bạch Long là biểu tượng cho sự tiến bộ của đất nước Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng và du lịch. Chun Chun mặc dù ngạc nhiên nhưng không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp của cây cầu và rất hào hứng để bước đi trên bề mặt trong suốt của nó. Cô nói rằng nó chỉ dành cho ai thích mạo hiểm, không dành cho những người yêu tim. Kết thúc chuyến đi, Chun Chun vẫn tự hỏi đây liệu có phải là một công trình của người Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam hay không? Và dường như cô ấy vẫn không thể tin rằng Việt Nam có cầu kính dài nhất thế giới. Ngay sau video của Chun Chun, người Trung Quốc dường như đã nhận ra điều bất ngờ. Thế là y như rằng trên mạng xã hội Douyin đã xuất hiện vô vàn những video khác nhau về cây cầu kính Bạch Long của Việt Nam ta. Vậy netizen Trung Quốc họ nói gì? Cùng lắng nghe một số bình luận nhé! Không thể hiểu và hình dung nổi, công nhân họ xây dựng vận chuyển lắp đặt kiểu gì khi ở giữa vách núi được? Với trình độ này chỉ có thuê công nhân người Trung Quốc mới làm được. Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc có 21.000 cây cầu lớn. Quý Châu có 5.000 cây cầu đang xây dựng. Cầu ở Việt Nam chắc chắn không đạt tiêu chuẩn Trung Quốc, chưa nói gì là thế giới. Tôi cảm thấy những cây cột quá mỏng, có thể chịu được động đất có cường độ bao nhiêu. Tiêu chuẩn xây dựng cầu của Trung Quốc là có khả năng chịu được động đất từ 9 độ Richter trở lên, nếu không thì không đủ tiêu chuẩn. Nhìn trên Douyin thôi cũng thấy sợ rồi, xây nó thật là phí phạm đối với một nước nghèo như Việt Nam. Những con người tuyệt vời của Trung Quốc đã tài trợ Việt Nam xây cây cầu này. Tôi bị lạnh chân, viêm mạch máu ở chân và gió lạnh ở độ cao, làm sao để giữ vững tinh thần khi tới đó? Đó là một số ý kiến khác nhau của cư dân mạng Trung Quốc. Vẫn đúng với phong cách của ông anh hàng xóm, đó là Việt Nam có gì hay, có gì tốt đẹp là ngay lập tức họ phủ nhận hoàn toàn. Nhưng may sao, vẫn còn một số bình luận khá vui vẻ và tích cực để vớt vát lại như sau. Dù thế nào đi nữa, Việt Nam tự hào vì có thể tự mình xây dựng được một cây cầu như vậy. Phải biết rằng trên thế giới không có hơn 30 quốc gia nào có thể tự mình xây được một cây cầu như vậy. Tôi thấy Việt Nam hiện nay đang phát triển rất tốt, tôi thực sự mừng cho các bạn, hãy tiến lên Việt Nam. Cây cầu này hoành tráng quá, không biết chất lượng thế nào. Rất hoành tráng, rất hay. Xin chúc mừng tay nghề kỹ thuật Việt Nam đã lên được một tầm cao mới. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã được điểm qua một vòng những bình luận khác nhau của cư dân mạng Trung Quốc bàn tán về cây cầu kính xịn sò của Việt Nam. Thế thì tới đây mình không thể không giới thiệu đến các bạn siêu phẩm cầu kính của Việt Nam ta để một lần nữa khẳng định sự vươn tầm của Việt Nam trong công nghệ xây cầu. Nhắc tới các địa điểm ở Việt Nam có những cây cầu kính hot trên mạng xã hội. Trước đó chúng ta đã từng được biết tới cây cầu kính Rồng Mây nằm gần Sapa thuộc địa phận tỉnh Lai Châu và cầu kính Tình Yêu Mộc Châu Sơn La. Không chỉ dừng lại ở đó, đúng như các blogger Trung Quốc chia sẻ, Việt Nam ta sở hữu một cây cầu kính vô cùng hoành tráng có tên là cầu kính Bạch Long nằm ở Mộc Châu Sơn La. Đáng chú ý hơn cả, cầu kính Bạch Long chính xác là cầu kính đi bộ dài nhất thế giới với tổng chiều dài lên tới 632m, trong đó phần bắc qua vách núi dài 290m và phần trên vách đá dài 342m. Trước đó, những cây cầu kính dài nhất thế giới được Guinness công nhận đều ở Trung Quốc.
Thật bất ngờ khi Việt Nam đã vượt được một đối thủ nặng ký như vậy. Và hơn thế nữa, đây là công trình trong quần thể khu du lịch Mộc Châu Island do công ty cổ phần 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư. Với số tiền lên tới 773 tỷ đồng, hoàn toàn cho Việt Nam đầu tư và xây dựng, kết hợp với công nghệ cao cấp của nước Ý, chứ không phải do người Trung Quốc xây như một số người ảo tưởng đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm toàn cảnh cây cầu kính đặc biệt này. Cầu kính lắp đặt hệ thống ánh sáng bắt mắt và âm thanh giả lập để tăng trải nghiệm. Cuối chân cầu là hang mưởng mốc hay còn gọi là chim thần. Với các nhũ đá tự nhiên, công trình điêu khắc trên đá phản ánh đời sống lao động, sản xuất của người Thái xưa. Toàn bộ cầu kính Bạch Long được làm bằng kính trong suốt, có tới 3 lớp để đảm bảo độ chắc chắn sẽ đưa bạn xuyên qua các tầng mây, thỏa sức hòa mình vào thiên nhiên, có thể ngắm nhìn đỉnh núi hùng vĩ và quang cảnh núi rừng hoang sơ. Vì nằm ở trên cao vút và làm bằng kính trong suốt nên cảm giác nhìn xuống toàn vách đá vực sâu cũng khá là thử thách đấy. Bạn có sẵn sàng chinh phục không? Nếu là mình thì mình sẽ chần chừ khá nhiều, nhưng vẫn rất háo hức muốn thử xem cảm giác đỉnh cao sợ hãi là như thế nào. Trên mạng xã hội rất nhiều người dành những lời có cánh cho cây cầu Bạch Long như: thích thật đấy, nhất định một ngày gần nhất mình sẽ trải nghiệm, rất tự hào về sự phát triển từng ngày của quê hương Việt Nam. Không ngờ Việt Nam có những cây cầu và những con đường cực kỳ đẹp hơn cả Trung Quốc. Tôi không tưởng lại được đi du lịch ở ngay đất nước mình mà đẹp thế. Chúng ta rất tự hào mình là người Việt Nam, một đất nước nhỏ bé của thế giới, nhưng lại có một cây cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới. Việt Nam mình có cáp treo lớn nhất thế giới và bây giờ tới cầu kính dài nhất thế giới, tự hào thật. Còn hễ nhắc đến Trung Quốc, một báo cáo ước tính Trung Quốc hiện có khoảng 2.300 cây cầu đáy kính, chưa kể là vô số lối đi hoặc cầu trượt đáy kính chưa được thống kê. Nhưng có vẻ những người làm cầu của nước này chưa thực sự có tâm. Những hiệu ứng kính nứt vỡ do các màn hình cảm biến LCD được lắp đặt bên dưới, như ở cây cầu kính cao 1.180m ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, bị cáo buộc là có thể dẫn đến đột tử hay các cơn đau tim cho những du khách có vấn đề về sức khỏe. Khác với Trung Quốc, ngay từ khi xây dựng cầu kính Bạch Long, các kỹ sư đã tính toán rất chi tiết yếu tố an toàn. Về hệ số an toàn đã được các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức kiểm tra, thử tải trước đó và được đánh giá là một trong những cây cầu có hệ số an toàn lớn gấp nhiều lần so với sức tải thực tế đã tính toán. Khi chính thức đi vào hoạt động, toàn bộ sẽ được kiểm soát bằng hệ thống máy móc và nhận diện khuôn mặt. Cây cầu này sẽ đi một chiều, mặc dù tải trọng của nó có thể chứa được hàng ngàn người trên cầu mỗi lượt khách tham quan. Giới hạn tối đa chỉ khoảng 500 người trên cầu mỗi một lượt. Ở đó, công nghệ bàn tay, khối óc của đội ngũ thiết kế và xây dựng đã kết nối văn hóa Ý và văn hóa Việt Nam trên một tác phẩm chưa từng có trên thế giới. Cây cầu kính của Việt Nam bắc qua khu vực địa hình đồi núi rất đẹp và rất hoành tráng. Ước gì mình được trải nghiệm đó và được nhìn thấy đôi chân của mình díu lại và run rẩy khi phải cố gắng để đi hết đoạn đường gần 1 km thế này. Các bạn nhỉ, nghe thôi cũng thấy vô cùng hấp dẫn rồi phải không nào? Vậy nên các bạn hãy lên kế hoạch ngay bây giờ để không bỏ lỡ một chuyến du lịch mạo hiểm sẽ rất hấp dẫn tại cây cầu độc đáo này nhé. Đến đây thì mình cũng phải nói lời chào tạm biệt các bạn để khép lại video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Việt Nam Stronger để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất về Việt Nam xinh đẹp nhé. Nếu có thông tin gì muốn nghe, muốn xem, hãy bình luận bên dưới để thông tin cho mình biết nha. Mình luôn đón nhận những ý tưởng thú vị từ các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.